Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, trước khi đến với phần dự báo chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin tức gió mùa đông bắc. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15 tháng 4, Bắc Bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh yếu. Đợt gió mùa đông bắc này thì cũng không mạnh, nó chỉ duy trì tác động trong khoảng ngày 15 tháng 4 cho đến sáng ngày 16 tháng 4 sẽ kết thúc. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, đêm 14 và ngày 15 tháng 4, khu vực tại tỉnh Lai Châu sẽ có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn mưa rông thì đi kèm với một số hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc xét mưa đá và gió rất mạnh. Từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 4 thì có nắng nóng cục bộ. Để đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm với mưa rông, quý vị và các bạn cần phải thường xuyên theo dõi cập nhật các thông tin dự báo cảnh báo thời tiết của chúng tôi để có các biện pháp chủ động ứng phó. Còn bây giờ chuyển sang phần dự báo chi tiết. À, thời tiết toàn tỉnh Lai Châu có mây thay đổi, trời có mưa rào và rông vài nơi, trong ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Trong mưa rông thì cần đề phòng xảy ra lốc xét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 19 đến 29 độ. Khu vực vùng núi cao là từ 15 đến 24 độ, độ ẩm 65 đến 98%. Cụ thể như sau, khu vực thành phố Lai Châu nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm 75 đến 98%. Khu vực huyện Mường Tè có nền nhiệt độ từ 18 đến 29 độ, độ ẩm 65 đến 98%. Đến với khu vực của huyện Sìn Hồ được dự báo có nhiệt độ từ 15 đến 24 độ, độ ẩm 65 đến 98%. Khu vực huyện Than Uyên dự báo nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, độ ẩm 70 đến 98%. Đến với khu vực của huyện Nậm Nhun được dự báo có nhiệt độ từ 18 đến 29 độ, độ ẩm 65 đến 98%. Khu vực Tam Đường, nhiệt độ được dự báo từ 19 đến 29 độ, độ ẩm 70 đến 98%. Tân Uyên cũng có nền nhiệt độ tương tự 19 đến 29 độ, độ ẩm 70 đến 98% và cuối cùng sẽ là huyện biên giới Phong Thổ với nền nhiệt độ được dự báo từ 18 đến 29 độ, độ ẩm 65 đến 98%. Trên đây là phần dự báo và cảnh báo về thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.